Trời ơi, tôi không bao giờ có thể cảm thấy vui trong thế giới này. Tôi chỉ phải đôi khi gạt điều đó sang một bên để tâm trí không vướng bận mà làm việc. Tôi nói với toàn cõi thiên địa, quý vị biết tôi có thể hy sinh mạng sống của tôi bất cứ lúc nào, hàng ngàn triệu lần, nếu tôi có thể giúp tất cả chúng sinh có hòa bình, hạnh phúc và giải thoát. Tôi sẽ không bao giờ do dự, chỉ là không thể hoàn thành theo cách đó. Điều đó sẽ không giúp ích gì, có giúp một chút nhưng không phải là đại cục. Do đó, tôi phải tiếp tục bất kể trong tình cảnh nào hoặc bất kỳ cảm giác đau lòng nào về thế giới này và địa ngục và mọi thứ. Dù sao thì quý vị cũng thoải mái mà ha. Mấy cậu con trai cũng ổn, tôi hỏi họ, họ vẫn ổn. Chúng ta ở những nơi khác nhau, vậy tốt. Như vậy, giữa chúng ta có thêm không gian. Ngoài ra, để cân bằng. Như thế giới có bốn góc và ba chiều, quý vị hiểu ha. Nên chúng ta trải ra như thế, các nhóm khác nhau, chúng ta không cần phải ở cùng với nhau. Tình thương không bao giờ có thể bị chia cách, thì sống ở đâu cũng không quan trọng, luôn luôn bên nhau. Tôi cũng nói vậy với chó của tôi. Ta nói ta thương các con mãi mãi hơn bất cứ kho báu nào trên thế gian này, nhưng chúng ta không cần phải lúc nào cũng bên nhau. Các con ổn nơi các con đang ở. Và tôi thậm chí đã truyền tâm ấn cho các chú chó. Vậy các con nghĩ về Thượng Đế thiền và ta làm việc của ta. Ta cũng thiền vì sự đau khổ của các thế giới và hơn thế nữa. Họ vui lòng với điều đó và họ vẫn tiếp tục bảo vệ tôi từ xa. Họ nói với tôi điều này, điều nọ. Bởi vì đôi khi tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều hoặc để làm gì.